Từ lâu, K-Biz được mệnh danh là làng giải trí khắc nghiệt bậc nhất châu Á. Mọi scandal của các sao đều phải trả giá đắt, nhất là sự quay lưng của người hâm mộ. Nghĩa vụ quân sự có thể nói là nỗi ám ảnh lớn nhất trong sự nghiệp của các nghệ sĩ nam ở Hàn Quốc. Bởi Hàn Quốc, cùng Israel, Singapore, Bắc Hàn và Việt Nam là một trong những nước có thời gian phục vụ nghĩa vụ quân sự dài nhất thế giới. Việc phải tạm thời đóng băng hoạt động trong 2 năm khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp có thể sẽ khiến họ bị công chúng lãng quên, đặc biệt là quy luật đào thải, vô số thần tượng trai xinh gái đẹp được ra đời mỗi năm. Vì thế mới dẫn đến những câu chuyện cố tình trì hoãn thời gian nhập ngũ hoặc làm giả hồ sơ bệnh án để trốn nghĩa vụ quân sự. Trường hợp của MC Mong, nam rapper không ngại tổn hại sức khỏe mà liều lĩnh tiễn 12 chiếc răng chỉ để được miễn nhập ngũ. Tiếc rằng vụ việc lại không chót lọt đến phút cuối, để rồi dù sau đó đã phải trả giá theo quy định của pháp luật. Con đường trở lại ngành giải trí của MC Mong vẫn khá gian nan. Trước khi vướng vào bê bối, MC Mong đã là một ngôi sao thực sự. MC Mong sinh năm 1979, cao 180cm, là một trong những nghệ sĩ hip-hop thành công nhất ở Hàn Quốc. Anh ra mắt lần đầu tiên vào năm 1998 với vai trò là thành viên nhóm hip-hop Pupil Crew. Tuy nhiên, sự phá cách của MC Mong không đến từ rap mà là từ diễn xuất khi anh xuất hiện trên bộ phim sitcom Non-Stop 4 vào năm 2003 trước khi ra mắt album 180 độ vào năm 2004. Album thứ 3 của MC Mong vào năm 2006, The Way I Am, cho thấy một khía cạnh nghiêm túc hơn của một rapper, chứ không phải hình ảnh vô tư vốn đã nổi tiếng từ trước của Mong. Ca khúc Secret liên quan đến việc ly hôn của bố mẹ anh và mối quan hệ không mấy tốt đẹp của anh với bố mình. Album cũng có sự góp giọng của các khách mời là ca sĩ Nhật Bản Lisa, ca sĩ Hàn Quốc Park Hyo-shin và Evie, tên thật là Park Eun-hee. Đứng đầu các bảng xếp hạng sau khi phát hành, đánh bại các tên tuổi lớn như B-Rain và Seven. Năm 2007, Mong đóng vai chính cho bộ phim truyền hình chuyển thể từ một bộ webtoon của Hàn Quốc, The Great Gatsby. Cùng năm đó, anh bắt đầu tổ chức show MC Mong's Don't Go Don't Rock trên đài SBS. Từ năm 2007 đến 2010, MC Mong là thành viên chủ chốt của chương trình Two Days and One Night. Năm 2008, MC Mong phát hành album thứ tư mang tên Show Just Begun. Đĩa đơn đầu tiên của album Circus đã trở nên vô cùng nổi tiếng, giành vị trí số 1 trong 5 tuần liên tiếp trên chương trình âm nhạc truyền hình Music Bank. Tiếp nối thành công của Circus, MC Mong đã cho ra mắt đĩa đơn Feel Crazy. Năm 2009, MC Mong phát hành album thứ 5 Humanimal. Doanh số đặt trước của album đạt hơn 55.000 bản và các bài hát của album đã đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc ngay sau khi được phát hành. MC Mong cũng đã viết đĩa đơn Chin Shin Even If You Are In Heaven để dành cho nữ diễn viên quá cố cho Chin Shin và dành toàn bộ số tiền bán đĩa đơn này cho các hoạt động từ thiện. Hình tượng sụp đổ vì scandal nhổ răng để trốn nghĩa vụ quân sự. Theo luật pháp Hàn Quốc, một người mất 9 cái răng hàm thì không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự do không đảm bảo điều kiện sức khỏe. MC Mong đã tận dụng điều này để lách luật, bất chấp việc làm tổn hại sức khỏe bản thân. Tháng 9 năm 2010, các cáo buộc liên quan đến nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc đã khiến cơ quan quản lý nhân lực, hay còn gọi là quân đội Hàn Quốc, tiến hành một cuộc điều tra với hành vi cố tình trốn tránh trách nhiệm của công dân Hàn Quốc. Ban đầu, một trong những nha sĩ từng khám chữa cho MC Mong đã công khai tuyên bố đã nhận được tiền từ Mong để loại bỏ 2 chiếc răng thay vì sửa chữa chúng, nhưng MC Mong đã mạnh mẽ phủ nhận những cáo buộc này. Ngày 28 tháng 3 năm 2011, Tòa án thủ đô Seoul đã quyết định khởi tố bị cáo MC Mong vì tội cố ý hoãn nghĩa vụ quân sự của mình tới 7 lần. Theo đó, từ năm 1999 đến 2006, MC Mong đã lấy lý do tham gia thi công chức, huấn luyện nghề nghiệp, xuất ngoại biểu diễn với mục đích trì hoãn 7 lần yêu cầu tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi ngôi sao này quyết định nhổ bỏ cả 4 chiếc răng lành lặn để không đủ sức khỏe nhập ngũ. Không đồng tình với cáo buộc cố tình trốn nghĩa vụ quân sự, MC Mong đã biện minh. Một số người cứ hỏi tại sao lại đi nhổ răng để trì hoãn đi nghĩa vụ quân sự thay vì chỉ đi quân đội một lần. Nhưng sự thật không phải vậy. Tôi sẽ cố gắng chứng minh để bảo toàn danh tiếng của mình hoặc lấy lại sự trong sạch cho mình. Tôi là người vô tội. Hiện tại tôi đang rất buồn và có cảm giác mọi người xem mình như là một tội phạm. Nhưng tôi không phải là một kẻ nói dối. Qua 4 phiên tòa xét xử, ngày 11 tháng 4 năm 2011, Mong đã được xóa tội cố ý nhổ răng khỏe mạnh để được miễn nghĩa vụ quân sự với án tù giam 2 năm, tương đương thời gian trong quân ngũ, nhưng vẫn bị kết án tù treo 6 tháng, quản chế 1 năm và 120 giờ phục vụ cộng đồng vì liên tục đưa ra những lý do để cố tình trì hoãn nhập ngũ. Hành trình ngày trở lại. Nếu như trước khi vướng vào scandal, MC Mong được tung hô như bảo bối, thì sau vụ nhổ răng quá đà, MC Mong gần như thân bại danh liệt, trở thành kẻ tội đồ khi bị netizen khinh bỉ, đay nghiến suốt gần 10 năm. Sau 3 năm ở ẩn, 4 năm 2 tháng sau scandal, MC Mong trở lại sân khấu âm nhạc vào tháng 11 năm 2014 với single Miss Me or Diss Me, hợp tác cùng các giọng ca nổi tiếng như Baek Ji-young, Ailee, Gary, Hyorin. Ca khúc như kể lại những khó khăn nặng nề MC Mong đã phải chịu đựng trong vòng thời gian qua.
như một lời truyền tình với những cảm giác đau buồn, nặng nề đến mức đã vứt bỏ tất cả. Nhưng rồi anh cũng vì cuộc sống của mình như một đóa hoa, chẳng thể chết khô nếu con người ủng hộ, anh lại rực rỡ trở lại. Trong khi khán giả trong nước tỏ ra dè chừng, nhưng nam ca sĩ lại nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng fan quốc tế. Miss Me or Diss Me vừa xuất hiện đã lập tức đứng đầu 10 bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc, bao gồm cả những bảng xếp hạng danh tiếng như Melon, Daeum, Mnet, Naver Music. Dù luôn phải hứng chịu bối rìu từ cư dân mạng, MC Mong vẫn không ngừng nỗ lực để hồi sinh sự nghiệp âm nhạc của mình. Tháng 11 năm 2016, anh tung ra full album thứ 7 UFO. 3 năm sau đó, vào ngày 25 tháng 10 năm 2019, MC Mong phát hành full album thứ 8 Channel 8, gồm các khúc chủ đề Fame, có sự góp giọng của ca sĩ nhạc Chot Song Gen và rapper Chancellor, và Channel kết hợp với cựu thành viên 2NE1 Park Bom. Lần trở lại đó, MC Mong bước lên sân khấu tổ chức showcase với dáng vẻ đặc biệt căng thẳng và câu chuyện mở lời. Lâu rồi tôi mới được đứng trên sân khấu nên tôi cảm thấy như một giấc mơ và cũng cảm thấy rối bời. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng khi đề cập đến tranh cãi chốn nghĩa vụ quân sự, MC Mong thành thật trả lời. Tôi cũng cho rằng mình không thể nhận được sự tha thứ từ tất cả mọi người. Thế nhưng, nếu tôi có thể nhận được sự tha thứ và thấu hiểu từ mọi người, dù không phải là tất cả, thì tôi sẽ lại ca hát. Âm nhạc là thứ duy nhất cho tôi hơi thở, tôi chẳng thể làm được điều gì ngoài âm nhạc. Ngay khi vừa phát hành, Fame nhanh chóng tăng tiến trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn của Hàn Quốc. Chưa đầy 3 ngày sau khi ra mắt, ca khúc này đã chính thức đạt được danh hiệu Perfect All King khi giành nâu 1 trên bảng xếp hạng của Melon, Chini, Box, Sorry Bada và Flow, đồng thời ẵm luôn quán quân bảng xếp hạng tuần và thời gian thực của iChart.